Vâng, xin chào mọi người. Trước mắt mình đây hiện tại là 7 mẫu loa tuyển chọn tầm giá dưới 4 triệu. Và trong 7 mẫu này thì có 3 mẫu đang còn, một mẫu còn khoảng vài cái thôi để bán xả hàng, để cuối năm bỏ mẫu và sang năm mới sản xuất mẫu mới. Đấy, và video này nhằm mục đích giới thiệu đến mọi người những mẫu loa tầm giá này để chúng ta có thể xem được cái cảm quan. À, cũng như là phần thứ hai thì mình sẽ test chi tiết ở phần micro từng loại cho mọi người xem. Những mẫu loa này hầu như là những mẫu loa kéo thùng nhựa là chính. Nó phù hợp để chúng ta có thể hát karaoke gia đình ở không gian ngoài trời được, nhưng mà không có quá ồn ào là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta có thể mở nhạc ở những cái cửa hàng, ví dụ cửa hàng bán quần áo, cửa hàng quán ăn, bán phụ kiện đó để chúng ta thu hút khách hàng cho chúng ta. Và thứ ba, đây là những mẫu loa kéo thùng nhựa, thì những nơi như ở biển nè nó sẽ tốt, nó phù hợp. Tại vì những nơi như ở biển thì cái muối đó và gió đó, những loa kéo thùng gỗ nó sẽ dễ bị hư đó, nên là những mẫu thùng nhựa này nó sẽ phù hợp đó. Còn cái thứ tư là chúng ta có thể dễ đem đi để chúng ta tổ chức sự kiện, tại vì nó rất là nhẹ. Nhìn kích thước nó cũng như thế này nhưng mà nó rất là nhẹ hơn. Còn những dòng loa kéo thùng gỗ thường thì cái chất âm nó sẽ tốt hơn, còn dòng loa thùng nhựa thì nó mang được tính tiện lợi cho chúng ta. Ok, thì mình sẽ giới thiệu từng mẫu mọi người nhé. Giá thấp nhất của 7 mẫu này đó là mẫu này, giá là 2.990.000. Mẫu cao nhất đang là 3.850.000 là mẫu này. Ok, và giá thì mình sẽ cập nhật ở phần mô tả video mọi người nhé, từng mẫu nha. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu về cái model của nó. Đây là loa BDH158. Đây, mọi người có thể xem mặt trước. Rồi, mình sẽ nhờ một bạn quay phim giùm mình nha, để cho mọi người xem. Nó gồm hai micro như thế này. Đó, mặt sau của nó. Rồi. Ok, đây là mẫu BDH158 nhé. Mọi người quan tâm mẫu nào nhiều có thể comment bên dưới thì mình sẽ làm video chi tiết về mẫu đó cho mọi người xem. Đây là mẫu Best 285. Đấy. Rồi, ok. Đây là nó có cái bao như thế này. Nó bao lại cái nó bao bọc cái bát loa. Rồi. Đây là mặt sau của nó. Đây nè. Đây. Rồi, mọi người mình sẽ không có đi quá chi tiết được mọi người nhé, tại vì video này nó có rất là nhiều loa. Mọi người thích mẫu nào có thể comment bên dưới, mình sẽ chia sẻ chi tiết. Đây là mẫu Temesen 802. Đấy. Temesen 802. Đây, thì dòng loa này nó có đèn. Nó có hai bát. Và dòng loa này thì nó chỉnh một nút ở đây, nó chỉnh từng nút. Khi nhấn ở đây chúng ta chỉnh riêng từng loại. Rồi, đây là mẫu Best 286, có hai micro như thế này. Đây là mặt trước của nó, mặt sau. Ok. Rồi, đây là mẫu Best 112. Đây, có đèn hai micro như thế này. Rồi phần sau nha. Đó, mẫu này thì 3 tấc. Rồi. Đây là mẫu Agnos EB39. Chắc mọi người biết mẫu KB39U. Đó, nó giống như mẫu này. Đó, nhưng mà mẫu này thì không có bài hát. Còn KB39U thì có bài hát. Đấy, bo mạch của nó. Ok. Rồi, hiện tại có 3 mẫu là đang xả hàng rồi nhé. Ba mẫu mà mình nói nãy cho mọi người còn 5 cái, khoảng 5 cái đó. Mẫu này Best BD112. Mẫu này này là 112. Mẫu nãy là BD158. Cái đây là mẫu 0886 ES. Đó, 3 mẫu này thì giá hiện tại rất là tốt, mọi người có thể xem ở phần mô tả video nha. Rồi, phần thứ hai thì mình sẽ test thử cái micro, chất âm của micro cho mọi người nghe thử nhé. Đó. Ok, còn phần nhạc thì mình những mẫu này thì âm nhạc nó cũng ngang nhau, nó không có chênh lệch nhiều vì giá nó quá gần nhau đi, nên là nó không có nhiều. Nếu mọi người muốn test trực tiếp từng mẫu á, có thể đến trực tiếp địa chỉ là số 4 đường Tân Hải, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Còn bạn nào còn đang nhìn nhiều mẫu, đang thắc mắc cũng như là đang muốn so sánh hoặc là so sánh được 2-3 mẫu, mọi người có thể liên hệ trực tiếp số hotline của mình 0909 366 533 nha, thì mình sẽ trao đổi chi tiết cho mọi người để mọi người chọn được cái mẫu ưng ý nhất để chúng ta sẽ test nha. Nên đây là mẫu BD112 này, mình sẽ test thử cái mic cho mọi người.
Rồi, video này thì mình chỉ test mic là chính thôi. Nếu chúng ta đang có cần để chúng ta hát karaoke cũng như là chúng ta nói để chúng ta tổ chức những sự kiện du lịch nha. Ở dòng loa này thì nó chỉ có điện bình thôi, nó không có điện trực tiếp. Giá nên giá của nó là đang là mềm nhất đây. Rồi mình sẽ thử mic cho mọi người. Alo. Alo. Này mình sẽ thử cái mic của loa này. Này. Vua mic rồi, tầm đến 50 này. Alo, 1, 2, 3, 4. Cái này thì chỉnh được delay và echo. Mic bass, mic check. Alo, 1, 2, 3, 4. Ổn rồi, không quá nhẹ. Đó, mình để khoảng 75 thôi. Alo, 1, 2, 3, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Alo. Dòng loa này thì được cái là mở nhạc to đó mọi người. Bass của nó là 4 tấc thùng nhựa. Rồi, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cười đi em, dẫu cho mình cần phải xa nhau. Dù sao đi nữa, chúng ta luôn là của nhau. Dòng loa này giá mềm nhất. Nếu mà chúng ta để bán hàng hoặc là mở nhạc sự kiện thì rất là tốt. Rồi đến dòng loa Beats 285. Sẽ thử dòng loa này mọi người nghe lại nha. Đây, dòng loa này thì nó chỉnh được mid bass, mid treble, mid vol. Rồi. Loa này thì nó hơn dòng này thì có điện trực tiếp. Giá nó cao hơn chút. Thử mic nha, thử nha. Đây. Alo, alo, alo. Alo, alo, alo. Echo 50 luôn này. Giảm echo delay chút. Cười đi em, sao cho mình cần phải xa nhau. Dù sao đi nữa, chúng ta luôn là của nhau. Ừ với anh sẽ tin ngay. Ừ với anh chẳng mong em. Mình sinh ra là để cho nhau. Đối với những dòng loa kéo thùng nhựa 4 tấc giá tầm này đó mọi người, nó sẽ có một cái đặc điểm chung đó. Nếu chúng ta sử dụng ở những cái hát karaoke ở không gian phòng nhỏ thì chúng ta không nên mua mọi người nhé. Chúng ta chỉ nên hát ngoài trời, tại vì đặc điểm những cái dòng loa kéo 4 tấc thùng nhựa mình thấy một điều là nó hơi dễ hú. Nếu chúng ta để cái volume to hơn, to nó rất dễ hú hơn những loa kéo thùng gỗ mà 4 tấc đó, là mình cảm nhận như vậy. Như phù hợp mình chơi ngoài trời hoặc là mở nhạc để cần để la để chúng ta sử dụng để chúng ta bán hàng á, nó sẽ rất phù hợp. Hoặc chúng ta mở vừa vừa thì được. Ok. Rồi. Xong mẫu này nha. Mẫu này mọi người nè, riêng mẫu Tamesan 82 này thì mình thấy cái mic nó quá dễ hú đi. Đó, nó là điểm trừ của nó. Nhưng mà cái điểm mạnh của nó mọi người là chúng ta nghe nhạc nó có một cái nút nè. Nút megabass. Đó, nút megabass này chúng ta nhấn cái là bass nó rất là đồng. Nó thiên về âm bass rất là nhiều. Nếu chúng ta nghe nhạc remix ở không gian phòng sẽ rất phù hợp. Hoặc chúng ta mở nhạc để chúng ta quẩy chính thì chúng ta nên lấy mẫu này. Còn chúng ta mới hát karaoke thì mẫu này nó sẽ không có phù hợp lắm. Ok, còn đây là mẫu Beats 286. Rồi, Beats 286 nha. Sẽ thử mọi người nghe thử coi. Đấy. Ok. Alo. Hai mẫu này thì nó cùng tần số với nhau. Rồi. Alo. Cười đi em, dẫu cho mình cần phải xa nhau. Dù sao đi nữa, chúng ta luôn là của nhau. Ừ với anh sẽ tin anh, ừ với anh chờ mong anh. Mình sinh ra là để cho nhau. Dù sao anh cũng sẽ quay về cùng em thôi. Những dòng loa nó hú nghĩa là không phải lúc nào nó cũng hú mọi người nhé. Thì mình cũng nói thiên về chỗ này một chút luôn cho mọi người hiểu luôn. Loa nó hú có những đặc điểm như sau. Một á, là cái loa nó dễ hú thì nó sẽ dễ hú như những dòng loa khác. Thứ hai, mình để cái đầu micro hướng về cái màn chép này á thì nó sẽ dễ hú, còn mà để sau thì nó khó hú hơn. Cái thứ ba, không gian mình quá nhỏ thì nó sẽ dễ hú. Cái thứ tư, cái mic chép này mà để cao quá và cái vô micro mà để cao quá nó sẽ dễ hú. Ok, rồi. Thử tiếng này đúng không? Rồi, ok. Dòng loa này thì mình thấy được cái chất âm của micro rất là hay mọi người nè. Thử mọi người nghe luôn. Dòng này được cái chiếc âm micro rất là tốt. Rồi nó còn có vài mẫu thôi. Dòng loa này là tương đối hay. Alo. Đây, ở sau đây là volume micro ở sau, chỉnh micro chi tiết ở sau mọi người. Ok, volume micro 50 nha. Alo. 1 2 3 4 5 6 7. 6 7. Cười đi em, dẫu cho mình cần phải xa nhau. Dù sao đi nữa, chúng ta luôn là của nhau.
Cứ vậy anh sẽ tin anh, cứ đi em chờ mong anh. Mình sinh ra là để cho nhau. Ok, trong tất cả các mẫu đây thì riêng mình đánh giá cái mic để karaoke thì mic con này hay nhất này. Đó à, mic này thì bằng kim loại luôn. Mic này hay nhất, đẹp nhất. Đó, nhưng mà bass này 3 tấc, công suất nó nhỏ hơn mấy dòng kia chút. So về phần nhạc người nha, so về công suất thì nó nhỏ hơn mấy dòng kia chút. Rồi, và nó không có điện trực tiếp. Chúng ta sạc đầy, sạc bình yếu, sạc đầy, sạc bình yếu nha. Còn nếu chúng ta để ở nhà được, còn nếu chúng ta đem đi thì chúng ta phải cắm bình ống quy câu thêm. Đó là cái điểm yếu của nó. Mà nếu chúng ta sử dụng ở nhà khoảng vài tiếng thì loa này phù hợp thì chúng ta. Rồi đây, phải có đèn nữa. Này là để bán hàng cũng rất tốt, tại vì nó có đèn nó thu hút khách hàng chúng ta tốt hơn. Còn đây là dòng loa Agnos EB39. Này, để thử mic cho mình nghe thử nha. Dòng này thì nó có cái ưu điểm mọi người nè, là mỗi vol mic 1 và vol mic 2 nó riêng biệt với nhau. Đây là cái ưu điểm của nó. Này, vol 1, vol 2 nó khác nhau nên là nếu chúng ta song ca, người giọng yếu chúng ta tăng mạnh lên, người giọng mạnh chúng ta tăng, giảm nhỏ lại thì hai cái giọng hát nó hòa quyện hơn. Alo. Mày thử cái vol, cái micro cho mọi người nghe thử nha. Alo, alo, alo. Chỉ bật loa. Alo. Alo. À chưa bật. Alo, 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 alo. Cười đi em, dấu trong không cần phải xa nhau. Dù sao đi nữa, chúng ta luôn là của nhau. Cứ vậy anh sẽ tin anh, cứ đi em chờ mong anh. Mình sinh ra là để cho nhau. Hai dòng loa này thì cái mic nó cũng hay. Hai dòng này. Ba dòng này. Dòng này thì dòng này rẻ hơn chứ. Dòng này rẻ hơn hai dòng này chút. Ba dòng này cũng được. Nói chung là mỗi người mỗi cảm quan thì ba dòng này mình thấy nó ngang nhau. Cũng không có chênh lệch nhau nhiều. Dòng này thì tốt hơn là nó có hơn dòng này là nó có điện trực tiếp. Dòng này thì không. Đó, dòng này công suất nhạc lớn hơn. Dòng này công suất nhạc nhỏ hơn. Đó, còn này thì có hai micro riêng. Đó, tùy vào cái cảm quan của chúng ta. Đó, mọi người thích dòng nào có thể comment bên dưới nha. À, thì mình sẽ hoặc là liên hệ trực tiếp với mình qua Zalo. Đó, còn dòng này mình quên giới thiệu cho mọi người. Đây là BDH0886IS. Mẫu này thì tiếng nó chắc. Đó, nhưng mà nó không có chỉnh riêng được micro. Nếu chúng ta mở nhạc mà chúng ta cần gọi thì chúng ta đem đi á, mở nhạc tiếng này nó chắc. Đó, và micro có thể chỉnh được tần số. Mít nhẹ thôi. À, dòng này thì nó rẻ hơn mấy dòng này. Dòng này cao hơn dòng này và rẻ hơn cả dòng này. Đó. Rồi mọi người quan tâm dòng nào có thể comment bên dưới nha, hoặc là liên hệ trực tiếp Zalo với mình. Thì mọi người liên hệ với mình thì mình sẽ quay từng loại cho mọi người xem ở những đoạn ngắn thôi. Chứ gần tới Tết rồi mọi người thông cảm nha, tại vì rất là nhiều mẫu nên là mình không có quay chi tiết từng mẫu được. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn lại.